Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp Đàm Mộ Bút Ký Quyền 4 Tác giả Nam Phái Tam Thúc Chuyển ngữ Thủy Đạm Nguyệt Group Phần 5 Chương 13 Chân tướng ở Tây Sa Editor Cơm đám nướng chào Beta Ơn Panda Câu chuyện về cầu Đức Khảo đến đây tạm dừng Tiếp theo là những diễn biến xảy ra Khi giải liên hoàn đi tìm chú ba Lời kể của chú ba rất rõ ràng rành mạch Khiến tôi có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong Tôi thật không ngờ Chú ba đã dính vào chuyện này từ lâu Hơn nữa là công ty của an ninh Và nhà họ ngô chúng tôi Lại có liên quan sâu sắc đến thế Chú bà sau khi một mạch kể tuần tuột ra hết Thì nghỉ một lát Bảo tôi nếu có câu hỏi gì Hay có gì không tin Thì bây giờ có thể hỏi chú luôn Tôi biết chú chỉ dỗi thế thôi Rõ ràng là vì ban nãy tôi không tin ông Cho nên ông vẫn còn đề bụng lắm Tôi ngẫm nghĩ một lúc Không thể sổ tuệt là không tin được rồi Nhưng quả thực Có mấy chỗ tôi vẫn thấy chưa được rõ ràng Vừa rồi chúng ta cũng đã biết Cầu Đức Khảo và Giải Liên Hoàn Đã gian díu với nhau từ lâu Lúc đó thấy mặt nhau chẳng qua Chỉ là một lần gặp lại Và lại căn cứ vào những chuyện mà tôi biết sau này Tôi đoán rằng mục đích khiến cầu Đức Khảo Tìm đến giải liên hoàn Rất có thể Chính là muốn hắn trà trộn vào đoàn khảo cổ Tây Sa Của Trần Văn Cẩm lặn xuống ngôi mộ dưới đáy biển Của Uông Tàng Hải Để lấy bồn vật cho lão Mà vật đó rất có thể là Uông Tàng Hải Dùng để cất giấu bí mật của Đông Hà Xà mi đồng ngư như vậy cầu đức khảo biết tin tức về mộ huyết thi chính là do tự chu ba để lộ ra điều này không có nghi vấn gì nữa nhưng còn ngôi mộ dưới đáy biển một nơi bí mật như vậy vì sao cầu đức khảo lại có thể biết đến nó được lẽ nào cũng là do chu ba tiết lộ cho lão biết không thể có khả năng này được còn nữa nếu dựa theo cách nói của chu ba thì rõ ràng toàn bộ nguyên nhân ở đây đều bắt đầu từ cuốn sách lụa Chiến Quốc. Thế nhưng, Uông tàng hải ở ngoài biển và sách lụa Chiến Quốc thì liên quan quái gì tới nhau? Vậy thì vì sao cầu đức khảo lại đánh mắt sang đến tận ngoài biển? Tôi liệt kê những vấn đề này ra. Chú bà nghe xong liền gật đầu bảo. mày ghi đến đúng điểm bao chốt rồi đấy. Quả thực kẻ sai giải liên hoàn trả trộn vào đội khảo cổ chính là cầu đức khảo. Nhưng có điều, Mày mới chỉ đoán đúng có một nửa thôi Theo chính lời lão ta đã nói Bảo dài liên hoàn vào cổ mộ Lại không phải là vì xả bi đồng ngư Mà chỉ muốn để hắn chụp lại hình ảnh thi thể Bên trong quan tài Về phần lý do vì sao Thì lão người nước ngoài kia không chịu nói Đồng thời Cả chuyện lão môi được tin tức Về mộ uông tàng hải từ đâu ra Lão cũng không chịu tiết lộ Lúc chú bà hỏi Thì lão bèn dùng một câu cách ngôn của Trung Quốc Xa vẻ thần thần bí bí Thiên cơ bất khả lộ Có điều Chú bà sắp lại gần tôi nói Sau này có xảy ra một chuyện Làm chú ít nhiều cũng đoán ra được Chút gì đó Mày nghe thử xem có lý hay không Tôi gật đầu bảo được Chú bèn ngồi ngay trên giường Dùng con tay vẽ ra mấy điểm Chú từng nghĩ Khi lao già ngoại quốc kia trở lại Trung Quốc Nhắm trọng trọc vào vị trí ngoài biển kia thì đã là một năm sau chuyện ở Trường Sa suy ra là bên đến sự tồn tại của ngôi mộ dưới đáy biển Hàn Công chỉ trong một năm này Như vậy trong một năm ấy chắc chắn đã xảy ra một sự việc gì đó tiếp theo thì giải liên hoàn nắm được tin tức về việc này nhưng chúng ta lại biết rõ ràng trong khoảng thời gian đó cầu Đức Khảo đã chịu một đả kích rất lớn Di điên không thể chỉ vì một tin tức dưới đáy biển có cổ mộ đã hồi tình ngay lập tức rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc khác trả liên quan trong lúc đó có chuyện khả năng thu hút sự chú ý của lão nhất hẳn chỉ có thể là những chuyện liên quan đến cuốn sách lụa chiến quốc mà thôi như vậy chúng ta có thể suy ra được sự việc kia chắc chắn có liên quan đến cuốn sách lụa cậu đức hào bị tin tức về sách lúa chiến quốc thu hút trước sau đó mới chú ý đến chuyện ngoài biển Đến đây thì không sao đoán được sự việc đó rốt cuộc là cái gì Tuy nhiên căn cứ vào những sự kiện đã xảy ra về sau Chủ thấy rất có thể Lao già nước ngoài này Đã gặp được một người Người này hẳn là đã từng vào trong ngôi mộ cổ dưới đáy biển Và rất có thể Chính là kẻ này Đã giúp cầu đức khảo giải mã được bí mật đằng sau bản đồ sao Trong cuốn sách lụa Mà bí mật này tất có liên quan đến cổ mộ của Uông Tàng Hải đầy sự hứng thú của cầu đức khảo về phía ngoài biển vì vậy cầu đức khảo mới đến trung quốc lần nữa tìm giải liên hoàn âm mưu trà trộn vào trong đội khảo cổ sao chu khẳng định là lao ta gặp một người chứ không phải là lại xảy ra một sự việc nào khác tôi hỏi lại chùa ba đáp là bởi vì tài liệu những tài liệu của cầu đức khảo về ngôi cổ mộ này quá chính xác nhất định là do có người đã vào đó trước Rồi sau mới soạn lại Chứ không còn bất cứ khả năng nào khác Có thể khiến lão nắm được Những thông tin tỉ mỉ đến thế Tôi cận đầu Cái này cũng có ly lắm Nhưng mà bản đồ sao trong cuốn sách lúa chiến quốc Thì có liên quan gì đến cổ mộ thời Minh Chuyện này thật sự có phần khó tin Lẽ nào Thiết diện sinh xem được tinh tượng Biết hơn ngàn năm sau Sẽ có một gã đồng nghiệp xây mộ Ở nơi đó chăng nếu xem tình tượng mà sự đoán được Đến cả những thứ lông gà vỏ tỏi thế này Thì chỉ e đến nay Công chẳng thất truyền nổi Điểm này còn phải khảo cứu đã Sự việc sau đó Chính là câu chuyện về phía ngoài biển Sau lần đó Mọi chuyện đều dối thành một mớ bỏng bong Toàn bộ đội khảo cổ Đều biến mất trong ngôi cổ mộ Dưới đáy biển sâu thẳm Chỉ có một mình chú ba là trở về Có một rào cầu đức khảo Đã từng cho rằng chính chú ba đã giết chết tất cả mọi người Thế nhưng Xem biểu hiện của chú ba sau đó Thì chính bản thân chú Cũng hoàn toàn không nắm rõ được nội tình cụ thể Sự việc này đã trở thành một bí ẩn khổng lồ Chân tướng ra sao Còn phải xem chú ba nói thế nào đã Nghỉ lây hơi trong chốc lát Chú ba làm một động tác tay Chuẩn bị tiếp tục kể Tôi cùng lên dây cót tinh thần trở lại Ngồi thẳng người lên Trước tiên Chú hít một hơi thật sâu Hiện nhiên là muốn thay đổi tâm trạng Vừa rồi kể toàn là chuyện của cầu Đức Khảo Chẳng ra đâu vào đâu Hiện giờ việc tiếp theo cần nói đến Là những gì chính bản thân chú đã trải qua Hít thở xong Sao mặt chú trầm hẳn xuống Người điệu cũng trở nên thật chậm Có phần do dự Chú ngâm nghĩ rồi lại giao trước với tôi Phải nói lại hồi trước Về vụ Tây Sa Có một việc Lúc ấy ở bệnh viện Chỗ Tế Nam Đúng là chú ba đã lừa mày Có điều chú cũng là vạn bất đắc dĩ Cho đến nay chú vẫn dày dứt vụ đó Thật sự không muốn nhắc lại lần nữa Mày phải hiểu cho chú Tôi gật đầu cũng không đáp lời Chuyện bị chú ba lừa tôi đã sớm biết từ lâu Tôi cũng không muốn trách chú Tôi chỉ cần biết sự thật thôi Chú ba hấp miếng nước rồi nói tiếp Thực ra phát hiện thấy ngôi mộ dưới đáy biển chỉ là vở kịch chú mày biết thôi Từ rằng sáng hôm đó Chú đã cùng giải liên hoàn Đi vào đó một lần rồi Có điều Cho chú vào có lẽ Không giống với nơi chú mày vào Bởi vì giải liên hoàn có tài liệu cực kỳ chi tiết Bọn chú vào Là vào thẳng luôn trung tâm cổ mộ Bởi sự ủy thác của lao nước ngoài kia Nên mục tiêu là phòng đặt quan quách của Uông Tàng Hải Ý chú là Một trong ba mộ thất ở giữa hả Tôi nhớ lại kiến trúc của ngôi mộ dưới đáy biển. Chu Ba liền cười khổ lắc đầu, "Không, cho mày nói tới kia, chỉ là tầng thứ nhất của cổ mộ. Ngôi mộ thuyền đám này cực kỳ rộng lớn, lớn hơn tưởng tượng của mày nhiều. quan quách của uông tàng hải nằm sâu tít tận đáy cổ mộ, hơn nữa lại trong tình trạng cực kỳ cổ quái, dùng ngôn ngữ khó hình dung lắm." Hồi đó tài liệu mà giải liên hoàn lấy được từ tay Cầu Đức Khảo tương đối chi tiết có thể thấy tài liệu gốc Nằm trong tay cầu Đức Khảo Hẳn là cực kỳ có uy tín Đồng thời cầu Đức Khảo còn cung cấp cho giải liên hoàn Một bộ máy ảnh Kem đen flat Nghe nói đó là loại tiên tiến nhất thế giới vào năm ấy Cực kỳ nhỏ nhắn Lại còn có tính năng chống thấm Tài liệu cho biết Ở bên trái bãi đá san hô ngầm Mà đội khảo cổ khảo sát Khoảng nửa dặm Có một nơi mà dân bản xứ hay gọi là Sa đầu tiêu là một hệ thống đá ngầm san hô Do mấy chục tảng đá ngầm lớn Cùng hàng hà xa số Như khối đá ngầm nằm dưới nước tạo thành Toàn bộ khu vực đá ngầm này Nối thành một thể dưới nước Là một bộ phận Của một dạng san hô khổng lồ Ở nơi đó Trong một phiến đá ngầm Có một động đá vôi chìm trong nước Nằm bên dưới mặt biển Cho dù vào lúc thủy chiều xuống Cũng chỉ lộ ra một phần rất ít đây chính là cửa để thợ thủ công dẫn nước vào phong bế ngôi mộ thuyền đắm. Do đó, đi vào đây là sẽ tiến thẳng được vào tận bên trong dạng đá san hô. Con thuyền đắm khổng lồ dưới đáy biển kia chính là được chôn giấu dưới tầng cát biển trong lòng dạng đá ngầm này. Chỉ cần đi vào hang đá san hô là có thể một đường tiến thẳng vào bên trong con thuyền đắm. Sau đó, phải đi như thế nào, phải cẩn thận với những thứ gì, trong tài liệu đều ghi rất tường tận quả thực ngôi mộ cổ này cứ như thể là do cầu đức khảo thiết kế nên vậy tài liệu chi tiết đến vậy dù có là tài liệu thời cổ đi chăng nữa cũng không thể đạt đến trình độ này được cho nên chủ bà mới ngờ rằng ngôi mộ cổ dưới đáy biển kia chỉ e từ lâu đã sớm có người đặt chân vào có thể người này tuy vào được đến nơi nhưng ra tay lại không thành cho nên cầu đức khảo không thể không tìm người hỗ trợ một lần nữa Bản thân giải liên hoàn Cô biết người ta biết Hiểu rõ khả năng cũng như vị trí của bản thân Cho nên không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào Đòi hỏi phải xuống đất Nhưng thân phận của cậu Đức Khảo lại khác Một là giải liên hoàn cảm thấy mình Mang nợ lão Hay là trong suốt một năm qua Giải liên hoàn đã tham gia vào Rất nhiều hoạt động trong gia tộc Rốt cuộc cũng được xuống đổ đấu vài lần La gan, kiến thức Và thân thủ đều khác hẳn ngày trước và lại điều kiện cầu đức khảo đưa ra Cũng rất cao Bản thân hắn cũng đang trong độ tuổi tự tin đến mù quáng Cho nên cuối cùng vẫn đáp ứng Như bị ma xui quỷ khiến Lúc đó Sau khi chú bà biết lão già ngoại quốc Và giải liên hoàn có gian tình Lên cực lực phản đối giải liên hoàn Tham gia vào đội khảo cổ Tuy nhiên sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện Khiến chú bà cảm thấy sự việc Có gì đó cực kỳ không ổn vì đã biết mục đích thật sự của lão già ngoại quốc và giải liên hoàn Chú bà bèn mạo hiểm liều một lần Chú thuyết phục văn cẩm Cố ý để cho giải liên hoàn tham gia đội khảo cổ Ngoài mặt không lộ vẻ gì Nhưng thật ra đang ngấm ngầm theo dõi xem Hắn sẽ hành động như thế nào Mọi việc cứ thế mà phát triển Cứ như thể ma xui quỷ khiến Phải nói là chuyện này hãy còn lắm ẩn tình Nhưng những cái đó đều không quan trọng ở đây giản lược lại Chỉ nói đến chuyện giải liên hoàn ở ngoài biển Và về sự việc xảy ra trước cây đêm hắn gặp sự cố thôi Hôm đó công tác của đội khảo cổ Đã tiến vào ngày đầu tiên của giai đoạn cuối cùng Công tác trực vất chuẩn bị kết thúc Việc cũng nhẹ nhàng Cho nên trước khi đi ngủ Mọi người uống chút rượu Ngủ rất say Giải liên hoàn chờ mãi mới có được cơ hội này Bây giờ chẳng mấy ngày nữa là kết thúc công việc Hắn biết mình phải tận dụng thời cơ ngay Vì xe không có lần thứ hai nữa Vì vậy Sau khi xác định mọi người đều đã ngủ say hết Hắn bèn giả bộ đi tiểu Nhưng kỳ thực Là đi thám thính thực hư Dình cơ hội chuôn xuống biển Hắn không biết rằng Thằng bạn chơi chung từ thuở Mặc quần thùng đít kia Cái thằng dại gái ngô tam tỉnh Giờ đã là một tay lão luyện giang hồ Tâm từ vừa kín đáo lại tinh danh Từ lúc leo lên thuyền Nét cười nhất động của hắn Đều đã bị người này theo dõi kỹ càng Lại nói Hồi đó chú bà cũng khá là uất ức Chú từ lâu đang ngơ mắt đủ kiểu Với giải liên hoàn Vì không biết mục đích của giải liên hoàn Nếu khi ở trên thuyền Đối với chú ba Giải liên hoàn chính là một quả bom hẹn giờ Không rõ uy lực Cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ tan tành Cái lúc vốn có thể cùng văn cầm sung sướng tâm sự chuyện yêu đương Thì lại thành ra phải nhằm nhằm phòng bị hắn Còn có một nguyên nhân Tương đối khó nói Mà chú bà không đề cập trực tiếp Thế nhưng tôi vẫn đoán được từ lời kể của chú Rõ ràng là Văn Cẩm rất ưa thích giải liên hoàn Hắn ta đích xác là một tên công tử bột chính hiệu Biệt cách lấy lòng chị em phụ nữ Tinh tình khác với chú ba rất nhiều Hơn nữa Tương mạo và nhiều phương diện khác của hắn Không hề kém chú ba chút nào Chu Ba là loài tay mơ trong tình trường, khó tránh khỏi việc ghen tuông. Thế nên giải liên hoàn có động tĩnh là Chu Ba mừng đến phát cuồng. Lông giải liên hoàn vừa hạ xuống cao su xuống, định trèo ra khỏi con tàu đánh cá thì Chu Ba đột nhiên xuất hiện, dùng một tay đè hắn xuống, ấn chặt lên bong thuyền. Chu Ba đột ngột xuất hiện làm giải liên hoàn không kịp lường trước. Được khi hắn vừa nhận ra đó là Chu Ba thì ngược lại không còn sợ hãi nữa. Bởi vì nếu là người khác thì lúc đó dễ bị ôm cây mũ phản quốc trốn sang Việt Nam Nhưng nếu là chú ba thì khác Cả hai đều nắm thóp nhau Chú ba cũng không phải loại tự bắt bí chính mình Cho nên hắn bèn nhẹ giọng bảo Chu ba buông tay ra Tuy nhiên chú ba đã chất trước, trước cam hờn với hắn từ lâu Hơn nữa vẫn còn khúc mắc Có lý nào lại thả cho hắn chạy đơn giản như vậy Chú nghiên rằng nghiên lợi vặn cho hắn suýt gãy tay hỏi hắn trăm phương ngàn kế hòng chui vào đội khảo cổ lại chuồn ra biển khuyên như vậy rốt cuộc là muốn làm gì vụ này chú cũng hơi bị mượn gió bẻ măng cố tình xả nỗi ấm ức của bản thân giải liên hoàn lúc đầu còn ngang ngạnh cãi bướng nhưng trong lòng cũng âm ỉ lửa thiêu ở trường sa ngoài trừ nước bậc bề trên ra thì làm gì có ai dám đối xử với hắn như vậy vì thế hắn hạ thấp giọng mà chửi bới luôn mồm chu bà căn bản không tiêu hóa nổi cái bàn mặt kia Nghe hắn chửi liền cơ thế thẳng tay Rui đầu hắn xuống nước Cho đến khi mắt hắn trợn trắng Mới nhấc lên Cơ thể lặp đi lặp lại ba lần bảy lượt Giả liên hoàn đã rũ cả ra Đành phải xin tha Bây giờ chu bà mới hỏi lại câu ban nãy Hắn bèn đem tất cả mọi chuyện Từ trước đến giờ Nói rõ ngọn ngành Sau khi nghe xong Hai mắt chú ba sáng loe, Không tin nổi vào lỗ tai mình nữa Hóa ra dưới đáy biển này Lại còn có cả một ngôi mộ thuyền đám nước cơ đấy Đây thật sự là chuyện không thể ngờ được Trong cuộc bút ký của ông già nhà mình Cũng từng ghi lại lời người xưa kể Về thuyền táng dưới đáy biển Có điều loại hải đấu này cực kỳ hiếm gặp Chính bản thân ông bố Cũng chỉ là nghe nói thôi Chứ không phải tự tìm hiểu Nơi đáy biển mênh mông cát trải vạn dặm Muốn tìm được một manh mối Còn khó hơn gấp vạn lần so với trên đất bằng Ấy vậy mà Một lão già người nước ngoài Lại có thể biết được tường tận đến vậy Rốt cuộc lão là thần thánh phương nào Nghĩ đến đây Chú bà liền thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu Chỉ hẳn không thể lập tức xuống biển xem Tận mắt lấy một lần Chủ liền buông giải liên hoàn ra Nói nhỏ Chỉ thế thôi hả Thế mà mẹ kiếp cậu đeo nói sớm Quan hệ giữa tớ với cậu Là như nào cơ chứ Nói ra thì có làm sao Không lẽ tớ nâng tay trên của cậu được chắc Giả liên hoàn đã oài lắm rồi Bèn nói Chuyện này là tớ phải gạt ông già nhà tớ ấy chứ đường nhiên là cũng không muốn cho các cậu biết rồi Vậy lại tớ và cậu Nào có thân thiết gì đâu Nói ra tớ lại sợ có thêm bất chắc à, Cậu cứ thử nói thật lòng mà xem nếu tôi nói thẳng ra Thì cậu có còn cho tớ vào đội khảo cổ nữa không Chú bà thầm nghĩ thấy cũng đúng Đã thả lòng tinh thần hơn nhiều liền bảo với hắn Coi như cậu có lý Có điều tớ phải nhắc nhở cậu Lao cậu đức khảo này Ở trường xa Người ta gọi là lao đầu bạc Cha này cũng không phải loại đơn giản đâu Này người anh em à Tớ thấy cây đấu này đổ Cũng chả ngon lành gì Hay là cậu tạm thời bỏ qua đi Chúng ta về tìm mấy người nữa bàn bạc cho kỹ Hoặc là lần này Để người anh em là tớ đây đi với cậu Cậu nói sao Không phải nói khoác chứ Anh em nhà cậu đây kinh nghiệm còn phong phú hơn cậu đây Giả liên hoàn hứa một tiếng khinh bỉ Đáp <laughs> Thường nghe ngô tam tình cậu Danh còn hơn khỉ Đông là không phải định hót Cậu muốn dây máu ăn phần thì cứ nói thẳng ra Chúng ta đã cùng hội cùng thuyền Đến nước này rồi Thì dù cậu nói thế nào tôi còn có thể từ chối được hay sao Chú bà nghe xong trong lòng cười lạnh Thầm điều cái thằng công tử bột này Coi như cũng biết điều đấy Thế là hai người tạm thời kết bè kết đảng Thỏa thuận sau khi đi vào rồi Ai thích gì lấy nấy Không ai dính dáng gì đến ai Ra ngoài rồi Là có lấy phải hàng lầm Thì cũng đừng có hối hận Hành động của chú bà lúc đó Không thể bảo rằng vì hám lợi Nói ra thì cũng chẳng rõ ràng Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác Cứ giống hệt như những gì bàn từ hay làm Có thể thấy tính tình của chu ba Cũng không phải trưởng thành lên Trong một sớm một chiều Thề đọc xong Thu xếp hoàn chỉnh trang bị Hai người hạ xuồng cao su Thời lúc đang đêm liền xuống biển Lần mò trèo đi suốt quãng đường Dựa vào la bàn Chẳng bao lâu đã đến chỗ rặng đá san hô Xa đầu tiêu Mà lao nước ngoài nhắc tới Chú ba ngẩn đầu nhìn lên đã lúc mây đen lấp kín mặt trăng Cả dặn đá san hô tối tam bịt mùng Thầm dần mình một cái Nói với giải liên hoàn Cậu đúng là chọn thời cơ tốt gây gớm nhỉ Giờ anh chàng đến một tia sáng cũng chả có Mây đen úp đấu Vào động mù loa Đi hai về một Hoặc tớ hoặc cậu Sợ là sẽ có một đứa phải ở lại trong đây Thôi khỏi màu mẹ gì nữa Tớ về cậu thân ai nấy lo nhá chương 14 biển sâu Editor Cầm nắm nướng chào Beta Ơn Panda Lời này là thật Cũng lại là giả chu ba nói như vậy Một là quả thực hôm đó Đúng là ngày xấu Hay là ông muốn dọa cho giải liên hoàn một phen khiếp vía Âu cũng là cái tính khoái dẫn Ai có một ông anh lớn trong nhà Thì có lẽ sẽ hiểu suy nghĩ của chu ba lúc đó Đây là kiểu Thằng lớn thích hù dọa thằng bé để nâng cao vị thế của mình đây mà Nhưng giải liên hoàn Không phải thằng ngố Hàn tuyệt không phản ứng một chút gì Chỉ cười lạnh rồi không thèm đáp lời nữa Chú bà tự chuốc lấy xấu hổ Giảng đá san hô không lớn Có thể nhìn thấy rõ ràng Đứng tảng đá trồi lên khỏi mặt nước Mặc dù không biết cửa hang động Ở chỗ nào Được công không quá khó tìm Giải liên hoàn treo thuyền Chú bà thắp cây đèn bão Tiến vào giữa bãi đá ngầm rồi mới bắt đầu chiếu lên từng hòn từng hòn giò xét. Không lâu sau, bọn họ tìm được cửa hang nằm bên dưới một khối đá ngầm hình răng hàm ở mặt tây của dạng đá san hô. Cửa hang động cỡ hai người chui lọt. Sâu không thấy đáy, cơn đưa thể đã bám dễ trên dạng đá từ lâu. Bên mép đá còn thấy mờ mờ mấy dấu vết mài rũa do người xưa để lại. Do rằng cây hang này đã từng được sức người đục đẽo mà thành cửa hàng nằm khuất dưới mặt nước ăn sâu vào tận chân tảng đá ngầm nếu không phải là đã biết từ trước thì căn bản không thể phát hiện ra cửa hàng từ trên mặt nước được chùa ba khoác trang bị lên đi vào thẳng luôn nhưng bị giải liên hoàn cản lại hắn nói rằng đường dưới nước này phức tạp hắn nằm do đường đi nước bước chỉ bằng để hắn đi trước thì hơn nói vậy cũng có lý nên chùa bà không tiện miễn cưỡng bèn để giải liên hoàn chui vào trong hang trước con chú bám đít theo sau Vào động được 30 mét Thì có thể thấy được nơi này Là hàng chấm tự nhiên Hình thành trong dạng đá ngầm san hô Bên trong la liệt Đầy những bộ xương san hô Bằng đá san hô xiên tứ tung Tự như những chiếc xương trong một bộ xương người khổng lồ Cần vào hai bên tường đá Có điều Đầu mút của những phiến xương này Đều dung hợp với đa nhám bốn phía chung quanh thành một thể Trông như vô số nước con sao biển quái gì Bị hút dính trên vách tường đá hang động ẩn dưới đáy biển tương đối nguy hiểm Nhưng hai kẻ không có kinh nghiệm kia Vừa không hề ý thức được Mình đang làm cái gì Chưa soạn ra đối sách nào Đã bơi thẳng một mạch vào bên trong Ước chừng đã đến bên trong hang động Sau khi bỏ đi khoảng hơn 10 phút Chú bà liền thấy được lối rẽ Động đá san hô bên trong dạng đá ngầm san hô cây như xúc tu bạch tuộc vươn dài ra bốn phía nơi nơi đều là cửa đồng có thể đi có mấy cái rất nông chiếu đèn pin vào là thấy được đầu kia còn đường cái lại rất rộng đến kinh người đằng sau cái cửa hang lớn có cả một chiếc xe cam nhông là lòng hang sâu hun hút không thấy đáy vì ở trong đây ánh mặt trời không chiếu đến được nên hải quỳ và san hô rất ít thế nhưng lại có rất nhiều những bầy cá nhỏ bảy sắc cầu vòng rực rỡ Cùng với sao biển và hải sâm Khiến cho hang động này Cũng không đến nỗi hiu quạnh Nhờ giải liên hoàn dẫn dắt Chùa bà mây đi qua được hệ thống động Đá ngầm san hô khổng lồ Lại phức tạp vô cùng này Dùng được con chuột đi xuyên qua Cái hang chuột lắt léo Để chừa một phương án hành động Chú dùng dao lặn đánh dấu hết từng chỗ rẽ Phòng khi lúc ở bên trong Có gặp bất chắc gì Đưa giờ đồng hồ sau Bọn họ đã ra khỏi động đá san hô Lúc bật đèn thăm dò rọi khắp chung quanh Chùa bà phát hiện ra Mình đã vào đến cái cổ mộ khỉ nào đâu Hiện ra trước mắt chú Là một nơi kỳ quái không sao hiểu nổi Nơi đó tựa như một cây hô đen vĩ đại Sinh ra trong rằng đá san hô ngầm Bốn phía một màu đen đi mực Chú ngược lên liền bắt gặp nước cành san hô thóng xuống trên đỉnh đầu Nhưng lúc chiếu đèn thăm dò xuống dưới chân Lại chẳng soi được thứ gì cả bên dưới Là một vùng vực thẳm Nhiều năm đã trôi qua Dù tình huống lúc đó rất đỗi hãi hùng Nhưng chú bà cũng không còn nhớ rõ mọi chi tiết Cho nên chú kể lệ cả nửa ngày Mà tôi vẫn nghe không hiểu rốt cục bằng chú đã lọt vào một nơi như thế nào Cuối cùng tôi đành phải lấy một tờ giấy ra Để chú cố mà vẽ đại khái lại Tài vẽ của chú ba rất không ra gì Sau cứ phải gọi bằng cụ Có điều vẽ lởm mà thể hiện được nhiều Dựa vào trí tưởng tượng của mình Và lời giải thích của chú ba Tôi đoán ra được mang mắng Dần dần quạt thực Cũng có hiểu ra một chút Theo ý hiểu của tôi Đó hẳn là một hang động khổng lồ Ở đâu bên trong dạng đá ngầm san hô Cụ thể là ở đâu Thì không có cách nào để kiểm chứng Cửa ra của động đá ngầm Mà chú ba đã tiến vào Nằm ở đỉnh cao nhất của hang động này Dây chân thì đen ngòm một màu cứ như thể bị lạc vào một khoảng không hư vô tối hù Xem ra Đồ lớn của hang động này Không phải ghi gớm hạng vừa Hai người chú ba đến được nơi này Thì không còn đường để đi tiếp Đằng trước trái phải Đều là một khoảng trống hư vô Đèn thăm gió chiếu xuống Trong nước xuất hiện Cả một khoảng rộng lớn trắng phao Toàn những con cua biển Phía dưới lại là vực sâu soi đèn pin khắp nơi chỉ thấy Ngoài trừ rằng đá san hô phía sau ra Thì chẳng còn bất cứ vật nào Có thể lấy làm mốc nữa Theo cách miêu tả của chính chú ba Thì cần đưa trôi nổi ngoài vũ trụ Cái cảm giác khi ấy Thật ra khá là gay go Bởi vì bất kể anh đang ở nơi nào Hệ ánh sáng đèn pin Còn có thể soi tới thứ gì đó Thì ít nhất anh còn có cảm giác Về sự tồn tại Thế nhưng khi ở nơi đó Ánh sáng đèn pin của anh chiếu ra không hề có lấy một chút ánh phản chiếu nào Bài trừ tô đen thì chỉ là đen tối Anh không biết được Có cái gì đang chờ đợi anh ở phía trước Lúc bây giờ Đã tiêu hào rất nhiều dưỡng khí Là xuống hàng động dưới nước Không giống thám hiểm bình thường Nó đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ Thời gian hoạt động Vì anh cần phải giữ lại một phần dưỡng khí Đủ để có thể trở ra bên ngoài động vì thế cục yêu cầu người lặn xuống nước phải thường xuyên kiểm tra đồng hồ đo dưỡng khí chuyện này đối với Chu ba mà nói là một áp lực tâm lý tương đối lớn tuy nhiên giải liên hoàn lại như đã có tính toán từ trước sau khi lượn lờ mấy vòng trong nước hắn liền ra hiệu cho chú ba tắt đèn thăm dò không có đèn thăm dò vậy thì chính là tối tăm tuyệt đối chú ba lấy làm kỳ lạ thẳng oát này muốn làm gì vậy nhỉ giờ đường đã tìm không ra nó lại còn muốn tắt thứ để chiếu sáng đi Có điều Trong bộ dạng khăng khăng một mực của hắn Thì có thể thấy Chắc chắn cách làm này Cũng là do lão già nước ngoài kia bày cho rồi Chú bà biết bản thân Cũng không có lựa chọn nào khác Bèn làm theo ý giải liên hoàn Vạn tắt đèn thăm dò Sau khi cả hai ngọn đèn thăm dò đều tắt Bản đêm tô đèn đưa nước mực loang ra Bùa vây tới Đồng thời vòng sơn giả quang Ở đèn pin trông thấm trên thắt lưng hai người Thiết kế này Là để đề phòng khi lặn vào ban đêm Có lơ để đèn pin rơi xuống đáy nước Cũng còn biết đường Tìm lại được Từ từ sáng lên Đánh dấu vị trí của từng người bọn họ Giả liên hoàn ở bên đó Hình như đã tháo đèn pin xuống Dùng làm gậy tín hiệu Chú bà trông thấy vòng sáng kia vung lên Chỉ ra một phương hướng Chú nhìn về cái hướng kia Thì làm mờ thấy được Thật sâu trong vùng tối mịt dưới chân Có một nơi rất xa Có một đam lớn Những điểm sáng yếu ớt Màu xanh lục Hình như là mắt của một loài sinh vật nào đó Đang chuyển động một cách lưỡng lờ Chưa ba giận mình một cái Nhất thời căng thẳng vô cùng Vì chú từng nghe rất nhiều ngư dân kể lại rằng Ở biển thứ gì cũng có thể có Nhưng đôi mắt màu xanh lục này Sẽ không phải là của sinh vật rình rập trong bóng tối gì đó đây chứ Nghe tới đó tay chu bất giác Bỏ đến con dao Cùng lúc này Giải liên hoàn ở đằng kia Lại vung đèn pin vài cái Vòng sáng chỉ thị trên đèn pin Bắt đầu chuyển động Ấy thế mà Lại đi về phía cùng điểm sáng màu lục kia Chú bà chửi thầm trong bụng Đừng tay chu bình thường cầu thả tùy tiện Thực ra xuống đấu rồi Là phong cách hành sự của chú cẩn thận lắm Giải liên hoàn cứ đâm thẳng xuyên thùng như vậy Thật sự là không ổn Tuy nhiên nếu như giải liên hoàn đã hành động như vậy Chứng tỏ hắn ta Đã biết điếc đốm sáng kia là gì rồi Nên bây giờ hiểu cho chú cùng qua đó Cứ điều vậy Vẫn những lời đó Chú bà không đi theo không được Chú trong lòng ảo não Nhưng cũng chẳng còn cách nào Không có ánh đèn chiếu sáng Chỉ lan xuống bơi theo một vòng sáng lạnh Người ta giống như thể Thiêu mất đôi mắt Cái cảm giác bị hòa tan vào trong bóng tối lạnh lẽo này trước kia lúc xuống đấu chùa bà đã từng nếm trải vị đắng này hôm nay lại được nếm lại lần nữa hơn nữa còn là ở trong nước chùa bà lại càng sinh ra cảm giác bất an Điều đốm sáng màu lục từng chút từng chút gần sát lại thế nhưng vì ánh sáng yếu quá để vân cứ không thấy rõ được là cái gì tiến lại gần hơn chùa bà kinh hoàng phát hiện ra những điểm chấm kia đúng là đang chuyển động hơn nữa tốc độ còn không chậm Ý nghĩ rằng đó là một đám quái vật đại dương Lại càng trào dâng mãnh liệt ấy thế mà Giải liên hoàn vẫn cứ như không nhận ra điều đó một chút nào Đuổi theo cực nhanh Chẳng mấy chốc Cả hai đã bơi tới chỗ phía trên đốm sáng này Ba mươi mấy mét Cơn sợ hãi của chu ba Đã tới cực hạn chu thoát cái tiến lên Tùm lấy giải liên hoàn Không cho hắn tiếp tục bơi lại gần Giải liên hoàn không hiểu đầu cua tai nhau thế nào công sở đến nhảy dựng ngừng lại chú bà dùng đèn pin làm ra một động tác giải liên hoàn cũng vẫy lại trả lời nhưng cả hai đều không thể hiểu ý đối phương muốn diễn đạt chú bà vô cùng ảo não thần muốn lập tức bật đèn thăm dò nói cho rõ ràng nhưng lại sợ khoảng cách gần như vậy Lời mà soi ra bên dưới thật sự là thứ gì như cá mập chẳng hạn thì đúng là ngay cả cơ hội chạy trốn chết Cũng chẳng có luôn đang lúc lo lắng cân nhắc Rốt cuộc phải làm thế nào Để Giải Liên Hoàn hiểu rõ ý mình Thì đột nhiên một luồng sáng trắng lóe lên Giải Liên Hoàn thêm mà lại Mở đèn thăm gió sáng choang Rõ ràng hắn Công thấy bực dọc đủ rồi Thật sự nhìn không nổi ý định Hỏi chu ba Sao cứ níu chặt lấy hắn Chu ba giận mình hôn hoảng Vừa che đèn vừa cúi xuống nhìn phía dưới Ở bên kia luồng sáng Trong bóng tối bên dưới Hiện lên một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo đó là vật thể hình người quần trong lớp áo lụa mỏng rách te tua thích ứng dần với ánh sáng đèn thăm dò chu bà lại càng thấy rõ ràng lỗ chân lông toàn thân đều rôm gió hết lại đó là một cây xác cổ trôi giật dở trong nước tử thấy cực kỳ quái dị mặt mũi mờ ảo không thấy rõ tấm áo lụa trắng to lớn cười như lớp màng của con sứa biển khổng lồ bằng bành phiêu giặt trong nước từ như một đóa hoa khổng lồ Đến từ cõi u minh chương 75 Sắc trôi Editor Zomemo Beta Ơn Panda Cầm 5 nướng chào Sâu trong màn nước âm u Tâm lụa trắng bọc quanh sắc ướp cổ khỏi biệt đang ngầm trong nước bao nhiêu năm Mà sớm đã nát tướp Không phân biệt được sắc kia là nam hay nữ Vì vẫn còn cách đó một khoảng khá xa chỉ thấy được hình dáng mờ mờ ảo ảo Không nhìn rõ được tình trạng cụ thể của cây xác Chú bà mướt mồ hôi lạnh Nên đã chấn tinh lại ngay lập tức Rõ ràng nếu đây là một thuyền táng tật Thì có một cây xác bập bệnh trôi nổi ở đây Cũng không tính là chuyện quái gở Nhưng khi chú bà dần bỏ tay đang che đèn ra Thì lại thấy ở cuối luồng sáng trắng lạnh bút như băng Trong bóng tối bên cạnh xác cổ kia Lại xuất hiện một cây xác ướp khác trang phục tương tự Lần khuất trong làn nước biển âm u chùa bà có dự cảm chẳng lành chú tiếp tục lìa đèn thám hiểm quả điền phát hiện trong vùng tối bên dưới còn có rất nhiều xác cổ bọc lụa trắng khác đang bập bành trôi dây chừng phải đến ba bốn chục cái vô số những vạt áo lụa trắng toát cùng dập dành uốn lượn cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh đưa nước đá châm vào tim phổi vì đèn thám hiểm đang bật nên lúc đó không thể nào biết được ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt màu xanh lục vừa rồi Rốt cuộc là phát ra từ chỗ nào trên xác ướp nữa Nhưng điều, điều khiến người ta sợn gai ốc nhất chính là Đám xác cổ kia lại không chịu đứng im Thi thể cưng đờ trong nước ấy Thế mà còn đang chậm chậm di chuyển Tìm chùa bà cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng tới nơi rồi Bên trong chiếc mũ sắt kín như bưng Đầu chú đầm đìa mồ hôi lạnh Bụng thầm nhủ May mà mình đã kéo dài liên hoàn lại Chứ nếu vừa rồi cơ thể bơi qua Tiến sát gần đám xác cổ này Mới bật đèn Thì chính mình không bị hù chết mới là lạ Bài cây thi thể này Chắc chắn đang ngâm ở đây Phải gần ngàn năm rồi Bình thường đang ra Phải ra hết từ lâu rồi chứ Sao còn bập bệnh ở đây được Lẽ nào lúc này đã biến thành bánh tông Hết cả rồi hay sao Bản thân chú lúc lặn xuống Không hề chuẩn bị gì hết vốn là không ngờ sẽ đụng phải tình huống hiểm áp thế này Để bỏ cây móng lửa Cũng chẳng đem theo Đi theo cây thằng chó dài liên hoàn này Đúng là thiệt thòi hết chỗ nói Chú bà đã sớm đã quên tất cả những chuyện này Đều là tự chú chuốc lấy Lại nhìn dài liên hoàn Mặt bội hắn cũng kinh hoàng lắm Đủ thấy hành động sòng sọc tiếp cận vừa rồi Cũng là do không nắm được tình hình thực sự Xem ra Lão nước ngoài kia Cũng không nói cho hắn biết là sẽ đụng phải thứ gì Chùa bà nghĩ nhanh như điện Trong chớp mắt đã dự trù vài tình huống Lúc bấy giờ Đám sát cổ từ đằng xa Đang dần dần trôi tới gần Không nhanh, không chậm Lùa trắng thong thả phất phơ Nếu không phải do bốn phía tô đen cùng với Đường nét mặt nhạt nhòa không thấy rõ Thì không cảnh này thật cũng chẳng khác gì Cảnh tiên nhân trong thiên cung Đang đạp mây mà đi Chú bà quan sát một lúc Bông trong đầu loe lên một tia sáng Chú đã hiểu ra được một điều gì đó Chú hạ thấp người Lăn xuống mấy mét Áp sát lại gần quan sát thật cẩn thận Dường như Được cây xác ướp cổ chưa hoàn toàn thôi giữa Bản môi tuy không rõ Được ít nhất Cũng có thể nhìn ra được hình dạng con người Một cây xác lại bày ra một tư thế Có cái đưa đang bưng khai Có cái đưa đang thổi sáo Có cái lại đưa đánh trống đánh đàn cầm đàn sắt phong phú vô cùng tuy rằng cứng đờ như thép song vẻ đẹp trong từng tư thế thì tinh tế không gì sánh kịp chưa ba liền hiểu ra mình đang nhìn thấy cái gì chỉ các bức họa của rất nhiều cổ mộ đều miêu tả một cảnh tượng như vậy đó chính là cảnh chủ mộ thoát sát thăng thiên trên trời thiên môn mở rộng quần tiền tụ hội nghênh đón mây lành uốn lượn thân điều tung bay ánh sáng tưng bừng khắp nơi trong dạng bích họa này Phía trên bên cạnh hình ảnh chủ mộ Đạp thang mây sẽ là một bức Thiên sư vũ nhạc đồ Trong tranh ắt sẽ vẽ vô số Những lão tiên chuyên tấu thiên nhạc Đàn trống hòa âm vang dội Nhưng chủ mộ nơi này Hàn Lạc cảm thấy vẽ một bức Thiên sư vũ nhạc đồ Chưa đã nghiền Cảnh tượng mấy trùng cây sắc cổ tạo dáng này Quả thực đã biến cảnh thiên sư vũ nhạc Đàn trống hòa âm Thành sự thực Quả đúng là không thể tưởng tượng nổi Chú tức khắc hiểu ra Vì sao giải liên hoàn Lại đi tìm mấy cái xác cổ này Bởi vì con đường có thiên sư vũ nhạc Chính là con đường thoát xác thăng thiên Của chủ mộ Đi theo xác cổ là chắc chắn Có thể tìm được vị trí của chủ nhân ngôi mộ Giải liên hoàn bên cạnh Đã lấy lại tinh thần Giải hiệu chú ba theo sau Vì căng thẳng mà động tác của hắn Mèo mó hết cả Chú ba nỗ lực chấn an điệp tim của mình Chú đã biết chắc chắn Mình sẽ tiến vào một nơi Bất chắc khó lường Vì vậy trai lại trong lúc này Càng không được hoang sợ Để điểm nơi này đã biết rồi Cổ mộ sẽ không mọc chân chạy mất Chuẩn bị như bây giờ Rõ ràng là chưa chu đáo Lý do lý chấu để thuyết phục bản thân rút lui Chú đã có đủ mười phần Giả nghĩ lại Vị trí bọn họ đang đứng Là một vùng vực sâu vô tận và cây xác cổ kia trôi giặt đến chỗ nào còn trôi bao lâu nữa Chẳng thể nào đoán biết được Nếu cứ đi bừa theo Thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian Trong khi đó Dương khí không còn điều Quả thật là không sáng suốt Chùa bà đã tỉnh ngộ ra rồi Chú bèn ngăn cản giải liên hoàn ra hiệu cho hắn quay trở lại Đừng tiếp tục xuống nữa Với tình hình hiện tại mà tiếp tục vào sâu hơn Thì quá nguy hiểm Cái mạng già vẫn là quan trọng nhất Nhờ lúc này giải liên hoàn lại đột nhiên hạ quyết tâm hay lên cơn là bệnh chung của mấy cậu ấm đàng điếm có vẻ như tôi cũng có vấn đề tương tự không để chu ba kịp ngăn cản đã xông thẳng về hướng đám nữ thi mà đuổi theo chú bà ở phía sau húa đèn thăm dò ra hiệu vài cái ý nhắc hắn chờ một lát đã nhưng giải liên hoàn lại không thèm để ý chú ba thay thế liền tự nhủ thôi xong rồi xem ra thằng này muốn vứt mình lại đây mà nãy đã uy hiếp giải liên hoàn Để cùng lặn xuống đây Giải liên hoàn chắc chắn Tâm không cam, tình không nguyện Bây giờ hẳn là sắp đến hồi hạ màn rồi Bèn dứt khoát chia tay luôn Dù rằng chẳng có tí cảm tình gì với tên này Nhưng dù gì giải liên hoàn Cũng là họ hàng thân thích Hơn nữa mình còn mang tiếng làm anh Trong vấn đề này Người Trung Quốc trước giờ Vừa luôn có khúc mắc tâm lý Về quan niệm máu mổ tình thâm cũng như chở che em nhỏ. Trong thời khắc này, chủ bà không thể mặc kệ giải liên hoàn được, chỉ đánh đáy một bụng cồn cao lửa giận, vội vã đuổi theo. Nói tới đây, thì đang nghe không biết bao nhiêu lần chú bà đề cập tới sự bất đắc dĩ với cả không còn cách nào của bản thân. Lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, tôi còn thấy được sự bất thường. Dường như từ trong tiềm thức, chú đã đặc biệt nhấn mạnh truyền mình đi theo giải liên hoàn chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ thực lòng không muốn thế đâu trên thực tế với tính cách của chú ba mà tôi biết vào thời điểm đó chú không phải là kiểu người có thể kiềm chế được tính hiếu kỳ của bản thân như vậy và đến đây tôi có thể cảm nhận thấy tất nhiên cái chết của giải liên hoàn sau này có lẽ chú ba là người chịu trách nhiệm lớn nhất sợ gì tôi nghĩ vậy là vì hồi tôi còn nhỏ chú ba đã từng trông nom tôi trong một thời gian khi ấy lại đúng lúc người ta gọi chú xuống đấu vì vậy chú không có cách nào Để trông coi tôi được Thế là ông bèn lấy dây thừng Buộc tôi ở ven đường Để tôi phơi nắng ròng rã suốt một ngày chơi Để nỗi tôi suýt nữa thì cảm nắng Sau chuyện đó Chú đã hối lộ tôi rất nhiều kem que Để tôi ém nhẹm vụ này Lúc bấy giờ tôi không hiểu chuyện Nên cũng chẳng nói ra Bởi vậy vì việc này Cho nên tôi mới biết rõ Thời trẻ tinh tình của chú khá bất hảo Khả năng tự kiềm chế kém cỏi lắm nhưng đưa tới dòng chữ bằng máu giải liên hoàn để lại trên cổ mộ tôi vẫn không tài nào tin được chú ba lại cố ý hại hắn cho nên khi nghe tên đó thì tôi không kìm được nữa bắt đầu hồi hộp căng thẳng hẳn lên sự việc tiếp theo xảy ra cực kỳ trong vánh chú ba vừa cân nhắc lượng dưỡng khí tiêu hao vừa ra sức đuổi theo giải liên hoàn chú càng nghĩ càng thấy không ổn nhưng ngồi cổ mộ dưới đáy biển tương tự như này Chú đã từng đặt chân vào bao giờ đâu Thật sự là không thể nắm chắc được điều gì Thế nhưng Và lúc giải liên hoàn đã trốn đâu mất Hắn đi trước mà lần nhanh như chạch Hơn nữa Làn ngục cũng không phải sở trường của chú ba Nên hiển nhiên là chú đuổi không kìm hắn Đi theo ánh đèn trước mặt Cơ thể bơi thẳng về phía trước Trong mịn mùng bóng tối Được chừng 10 phút Hàng tá những vật dập dành trôi xung quanh chú ba Từ lúc nào không hay Chú điền thử thì thấy đó Đều là những mảnh đổ nát Từ kiến trúc bằng gỗ Nào là song cửa chạm trổ Xa nhà bằng gỗ Hàng ngàn hàng vạn Tất cả đều mục nát nghiêm trọng Bên trên bám đầy như con hà trắng toát Ngay sau đó Giờ đông thứ lặt vật trôi giật giờ này Chú bà thấy một cây bóng đen siêu vẹo Tựa như một con quái thú khổng lồ Nhóm xác cổ cam múa Đang bồng bềnh trong nước Chợt trôi thẳng về hướng vật nọ mà giải liên hoàn ở đằng trước đã vượt qua bọn chúng tiến đến sát cái bóng đen khổng lồ kia đường theo ánh đèn của hắn chú bà từng chút từng chút thấy do mồm ngang mũi dọc của thứ này đó là mũi thuyền của một chiếc thuyền cổ đồ sổ bị mắc kẹt trong đá ngầm cái từ đồ sổ ở đây chỉ là dùng bậy chú cảm thấy chẳng thể dùng từ ngữ nào miêu tả để hình dung nổi đồ lớn của chiếc mũi thuyền mà chú được chứng kiến nữa Mỗi con thuyền đắm Trải dài suốt từ trong bãi đá san hô Ra tận bên ngoài Phải đến hơn 200 mét Sang thuyền đã hoàn toàn biến dạng Môi thuyền meo mó Phủ đầy bụi biển trắng xóa Và nước mảng san hô kết vầy Nếu không phải vì hình thù con thuyền quá quái gì Có lẽ người ta Sẽ tưởng nhầm đó Là đầu lâu của một sinh vật biển khổng lồ Đám xác cổ múa hát kia Giật ra lượn lờ phía xác tàu Rồi biến mất rất nhanh trong làn nước biển mịt mùng châu bà cùng giải liên hoàn bám sát phía sau dưới ánh sáng chiêu giỏi của hai cây đèn thăm dò hình ảnh sắc tàu hiện ra ngày càng rõ ràng trên bong ở phía mũi tàu châu bà điền thấy một lầu gác bằng gỗ chạm trổ hoa văn bị kẹt một nửa trong đá có vẻ như đó chính là công trình chủ chốt của toàn bộ kiến trúc trên con thuyền gỗ khổng lồ này nếu bây giờ nó đang ngả nghiêng siêu vẹo gần như sắp sụp đổ Phía trên lầu khác Có một cánh cửa đá cầm thạch rạn nứt Biến dạng đang rộng mở Hẹt như một cái miệng há ngoác ra Chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới chương 76, Thuyền chim Mỗi tàu kia và căn liều gác Không bị hư hại đến mức ấy Thì cảnh tượng dưới nước này Cũng phải hoành tráng như dưới thủy cung Thế mà giờ đây Phủ kín xác tàu là tầng tầng cạn biển và những cục dì xét đù lên do nước biển ăn mòn, từ khí nặng nề. Đặc biệt là căn lầu gác kia đang nghiêng đến 40 độ. Nhìn lên liền cảm thấy chỉ cần dơ chân đà một cái là nó sẽ sụp đổ tan tành. Dù vậy, hai người chú ban lúc ấy kinh hại đến mức suýt nghẹn thở. Một công trình như thế này, đừng nói là dưới biển, dù ở trên mặt đất, công nào có mấy khi được chiêm ngưỡng. Rốt cục đây là mộ thuyền của ai vì sao lại táng ở một nơi như thế này Lúc lại gần quan sát Chú bà mới chú ý thấy Ở cửa ngọc môn khảm vào đá ngầm kia Quả thực qua mức vĩ đại Cao bằng hai người Rộng bốn sải tay Trên hai bên trái phải ngoài ngọc môn Bên dưới lớp cạn biển cáo bẩn Có thể thấy thấp thoáng Hai bức phù điêu khắc nổi Hình hai vị môn thần Trên tay mỗi vị là một ông hổ Vẻ ngoài hung mãnh đáng sợ Chú Ban Đìn thì nhận ra bọn họ Nhưng lại không gọi nổi tên Phần lầu gác chìa ra khỏi đá ngầm Còn mai ngói đầu đao cong vút Nhưng mái ngói đã rơi vỡ gần hết Chỉ còn chơi lại bộ khung mái Ngọc bồn hé mở Thành một khe hở rộng cơ hai người Bên trong sâu thẳm vô cùng Không do thông đến tận đâu Nhưng xác cổ cam múa đằng kia Đã hoàn toàn chìm vào lòng vực sâu Không còn nhìn thấy được nữa Giải liên hoàn không dừng lại mà bơi thẳng vào bên trong ngọc môn. Chùa bạc can răng quay mạnh hai chân, đẩy nhanh tốc độ, cùng mau chóng bám đuôi theo vào. Sau khi tiến vào đến là một hành lang rất dài, sau bảy người gióng hàng ngang đi cũng lọt, nhưng chỉ một chốc sau, không gian bốn phía lúc càng trở nên chật hẹp, ngược lại khiến ánh đèn càng thêm sáng tỏ hơn. Cái cảm giác lạnh buốt sâu thẳm, sợ hãi và tuyệt vọng lúc ở bên ngoài kia khi vào đến đây đã giảm bớt được một chút Rốt cuộc công thấy Nếu cảnh tượng mình quen thuộc Chú bà hơi chấn tĩnh lại Lặn một mạch về phía trước theo hành lang Do thói quen nghề nghiệp Nên chú bà quan sát lướt qua Cách bài trí ở bốn phía Chú nhận ra rằng ở đây Kể cả dưới mặt đất Chỗ nào cũng chạm trổ Được bức họa quần tiên tụ hội Liên biên tiếp nối quê hành lang xuất hiện Một đường cầu thang dẫn thẳng lên trên Chú bà xoay mình ngẩng mặt đẩy người lên Bơi bơi một lúc Đồn điền chú há hốc miệng kinh hãi Vì chú phát hiện Đầu mình đã lo lên khỏi mặt nước rồi Lúc đó chú sợ đến giật này cả người Chuyện này thật khiến người ta hoàng hồn Ngầm nước đã 40 phút rồi Chú bạc căn bản đâu có ngờ Trong cái cổ mộ này Lại có không khí Chú vội vàng xoay người nằm sấp xuống bậc cầu thang Dùng cả tư chi Mà bỏ lên phía trước Một người đã lặn dưới nước rất lâu một khi lên bờ Sẽ đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề Như khiêng một cục sắt Hoàng hồ sau lưng chú Quả thừng co vác một cục trì với bình oxy Lên được rồi Chú ba gần như đuối sức Phải nghiên răng thật chặt Mới không bị ngã lộn cổ vào nước trở lại Lào đảo đi lên khỏi cầu thang Chú thấy giải liên hoàn Đã cởi đồ lặn ra Vừa há miệng thở hồn hền Vừa lấy đèn pin dọi vào khắp chung quanh căn hầm mộ Chú ba thầm chửi Đông là cây đổ đầu củ cải lỡ mà gặp phải hơi ngạt thì mày có mà ngòm củ tỏi sớm cờ mà đến giờ còn chưa thấy hắn vật sang một bên chết chứng tỏ không khí chắc hẳn là không có vấn đề gì vì thế chú bà ngồi xuống bậc thang Cung cởi bỏ đồ lặn vừa thả lỏng cơ bắp vừa tháo đèn bên xuống soi khắp bốn phía trong hầm mộ người ta dù một loại thuốc nào đó có khả năng sinh ra một loại khí rất nặng có thể khiến địa tim con người chậm dần Lúc mới đầu sẽ không thấy gì Nhưng càng về sau càng kiệt sức Sau đó trụy tim bà chết Một đối phó với loại khí ngạt này Thì chỉ có cách sử dụng bình dưỡng khí Bà đã phòng đồng cũng vô dụng Bởi không rõ thành phần khí này Còn những gì Đoạn cuối bậc thang Nơi chú đang ngồi Là một hầm mộ xây bằng gạch Điển hình cho phong cách thời minh Độ cao không lớn lắm Chỉ có thể cúi đầu mà đi Bảo đỉnh trên chóp là hình vòm Đỏ dày đoán trường cũng là Thất phúc thất khoán Trên đỉnh mộ Trong các kẽ gạch có màu sắt Cho thấy chúng đã được tưới sắt nóng chảy Tường viên gạch được lát rất khéo Đỏ cong của bảo đỉnh Không hề có bất cứ góc cạnh nào Vị trí không chuẩn Cười đứa đã được mài rũa vậy Thất phúc thất khoán Cấu trúc đỉnh mộ đặc trưng thời nhà Minh Có hình vòm Bảy chục dọc bảy chục ngang 14 tầng gạch xanh Kẽ gạch, đồ sắt lỏng bịt kín Đồ dây ước trường gần 3 mét Giữa trung tâm bộ thất Trường Bình đang bằng sứ thanh hoa Xếp thành hàng đôi Đôi thẳng vào sâu trong bộ nơi đó tối om om Chiêu đèn pin vào thì liền phát hiện Ở chính giữa có đặt một cái vạc sắt Màu đen cực lớn Chẳng biết có tác dụng gì Nhưng nó chăn ngang tầm nhìn Sứ thanh hoa Là loại đồ sứ men trắng trang trí họa tiết màu lam có nguồn gốc từ cuối thời nhà nguyên rất tinh xảo và cực kỳ quý hiếm chú ba vừa thấy liền có chút hãi hùng chú đã đồ đấu nhiều biết rằng bộ thất tuy lớn nhưng chỉ thuộc cỡ bình dân cùng lắm là của một tay lắm tiền điều của vậy thì kỳ quái quá rồi cứ xem quy mô bên ngoài thì cổ mộ vĩ đại đến như thế không có nỗ lực mười năm của mấy vạn phu phen lao dịch thì chỉ e không thể nào xây nổi Đèo đà không phải là hoàng thân quốc thích Vậy vì dân đen con đỏ nào Lại có thể xuất ra Một khoản tiền lớn đến vậy đây Chú bà cũng như tôi Lập tức nghĩ ngay đến tay cự phú Thời ấy là Thẩm Vạn Tam Thẩm Vạn Tam Là một cự phú nước tiếng Sống vào cuối thời nguyên Đầu thời Minh Ông đã giúp Trung Nguyên Trường xây dựng Một phần ba thành Nam Kinh Và còn khao thưởng binh sĩ vì thế mà bị Trung Nguyên Trương nghi kỵ muốn giết Sau khi Mã Hoàng Hậu khuyên giải Trung Nguyên Trương chỉ đẩy ông đi Vân Nam Tịch biên ra sản Chem chết người nhà Họ thầm từ đó cũng lụn bại Nói vậy thì Lần này đi theo giải liên hoàn Hoa ra lại giúp chú vớt được một cái đấu béo bở Đây chính là phúc phận tu mấy đời còn không được mà Trong lòng chú hưng phấn hẳn lên Lê đèn pin chiêu dọi bốn phía tường mộ trên vách tường bột thất Có vẻ rất nhiều bích hỏa Nòm tương đối hoành trắng Chùa bà soi một vòng Thì nhận ra bích hỏa đều vẽ liên tục Gần như không có dấu hiệu đứt quãng Mà màu cũng không phải quá nhiều Ở đây hơi nước mù mịt Có thể bảo tồn được bích hỏa như vậy thật là hiếm có Tuy nhiên từ thời Bắc Tống Đã có kỹ thuật bôi sáp Bôi dầu hoặc lòng trắng trứng Lên trên để bảo vệ bích hỏa Công nghệ đã khá tiên tiến rồi nơi đây, đây chắc hẳn công dùng kỹ thuật này cho nên bây giờ nhìn kỹ lại thấy màu sắc trên các bích họa hơi vần đục mấy thứ hình vẽ trên bích họa chưa bà chả nhìn đến bao giờ lúc này xem mấy bận công chẳng hiểu nội dung chỉ cảm thấy nó công chả khác gì so với bức họa trong bộ cổ bình thường chưa bèn lia ánh đèn trở lại chưa vào giải liên hoàn ngồi một bên định hỏi hắn vừa nãy uống lộn thuốc gì mà lại hâm như thế Già liên hoàn đã mệt đến hết chịu nổi vừa hiếu kỳ nhìn tứ phía vừa thở hồng hộc như châu rõ ràng là ban nãy đã cô sống cô chết dùng hết sức lực chu ba gọi một tiếng mà hắn cũng chẳng buồn nghe căn bộ thân này đã lôi kéo toàn bộ lực chú ý của hắn vừa là lúc nãy bị hắn bỏ mặc vứt lại trong lòng chu ba đang ngấm ngầm bốc hỏa rồi nếu đi vào cái chỗ thế này thì bông nổ cũng không mấy thích hợp chu ba liền định xuống cả hai chẳng nói chẳng rằng, chú ba nghỉ ngơi một chốc, liên binh tĩnh lại hẳn, nhịp tim cũng dần ổn định. chú bèn tiện tay bắt đầu chuẩn bị dụng cụ vào mộ, đồng thời cũng lưu ý lén lén kiểm tra bình oxy của mình với giải liên hoàn, và xem là chú biết không xong rồi. của chú thì còn ổn, được dương khí của giải liên hoàn, lượng tiêu hao quá lớn đã hụt mất hơn phân nửa, thở lăn càng là loại lao làng giàu kinh nghiệm. Thì thời gian có thể hoạt động dưới nước càng lâu Mà người mới tập tòng xuống nước Thì thường không khống chế được Lượng khí hít vào Và thấy mình chìm trong nước Lên hít lấy hít để bạt mạng Lượng khí tiêu hào so với thợ lành nghề Phải nhiều hơn gần gấp đôi Chủ bà tuy rằng trình độ lặn cũng không cao Nhưng vì thường xuyên để ý bình oxy Cho nên tiết kiệm hơn giải liên hoàn rất nhiều Lâu này Chỉ thoang cái chủ đã hiểu ra rằng Giải liên hoàn đã không thể ra khỏi đây được nữa. trái lại, chú bà cảm thấy mình chẳng có gì phải xoắn. dù sao, hàn cung ra không nổi, còn mình tất nhiên lại phải vào một lần để dẫn hắn đi. thế thì việc gì phải vội vã quay về chứ? lúc này, giải liên hoàn đang tiến sâu vào trong bộ thất, thế là chú cũng bắt đầu đi theo. hai người đi tới cái vạc sắt khổng lồ trước mặt, chú ba dừng lại, để gần quan sát cái vạc sắt còn giải liên hoàn thì cơn như không đếm xỉa gì đến nó lập tức lách qua đi tiếp cây vàng sắt nặng phải trên 5 tấn bên trên chạm nổi rất nhiều minh văn hẳn là một loại đồ dùng trong việc công tế chân vạc đã lún hẳn vào nền gạch xanh bên trong vạc trống rỗng nhưng rơi đáy vạc lại lồi lên một cái phủ điêu hình thân cá chẳng biết dùng để làm gì minh văn Chứ minh ở đây nghĩa là khắc minh văn là một loại văn tử khắc trên đồ vật thôi. Chùa bà đang định nhìn kỹ minh văn trên vạc xem có chữ nào mình biết hay không. Thì bông nghe giải liên hoàn kêu thét lên một tiếng kinh hoàng. Trung hoành lại nhìn thì thấy hoa ra giải liên hoàn đã chạy tới cuối mộ thất. Đại pin của hắn đang dọi sáng một cây bệ đặt quan tài có ba bậc thềm. Bên trên đặt một bộ quan quách màu đen cực lớn chạm trồ đầy hoa văn. Bộ áo quan nọ cao gần đến ngực giải liên hoàn đèn đến chói mắt vô cùng mặt ngoài quan tài tựa hồ được đánh một lớp quang dầu sáng bóng một cách rất bất tự nhiên hoa văn mặt trên thừa thớt nhưng lại cực kỳ rõ nét có thể thấy phở lớn văn tự là điều triển mà giải liên hoàn có lẽ do thình lình bắt gặp cố quan quách này cho nên có phần sợ sệt thôi lùi về phía sau điều triển là một loài chữ triển được cách điều thành hình chim dương cánh Thực ra Còn một loài chữ điều triện nữa Do thương hiệt đặt ra Theo dấu chân chim Mà giang hồ đồn thổi Loại chữ này có liên quan đến người Việt cổ Thực hư không biết thế nào Bỏ quan cách nọ Khi thế phi phạm Trần gặp khí phách ngang ngược Chắc đó chỉ là quan tài của chủ mộ Chẳng biết là ai được táng bên trong Chủ bạn đã từng thấy vô số quan tài Đừng nói là loại gỗ lim gỗ tạp Để cả quan tài làm bằng gỗ trầm hương Nguyên khối Chủ công đều hân hạnh được bái kiến rồi Thế nhưng cây cốt quan tài đen sì Ở chỗ này đây Chủ lại không nhìn ra được Nó là chất liệu gì Chủ lập tức nổi lòng hiếu kỳ Vòng qua vạc sắt phăm phăm đi tới Để sau lưng giải liên hoàn rồi Chú liền thấy càng rõ ràng hơn Bệ quan tài chính là Được xây bằng gạch hoàng tương Xem chồng tầng tầng lớp lớp hình đài sen tròn trịa Sau bệ quan tài Là một bức tường Mặt trên viết đầy chữ Hà làm mộ trí ghi chép lại cuộc đời chủ nhân Chỉ tổ chú ba đi lướt qua phía sau Chợt cảm thấy sông lưng lạnh ngắt Lực chú ý dồn cả vào quan tài đen nọ Đồng thời Chú cũng hiểu ra vì sao Giải liên hoàn sợ tới mức thụt lùi lại như thế Bởi vì Phía trên có quan tài đen to lớn này Lại có một người đang nằm Hết chương thứ 16. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.